Và xin chào các bạn. Như vậy là một ngày dòng dã mình phụt nước lên hoa vải để cho rụng hết hoa, cái ruông ấy, cái ruông của hoa, tức là cái tàn hoa nó sau khi nó lở, nó đậu quả rồi thì nó rụng, nó vẫn bám ở chùm. Thì mình phun thì sao, nếu mà mình cứ để đấy phun nước sâu thì nó tốn thuốc, mà có khi sâu không chết, nó bám nhìn nó bẩn quả, phun rất là tốn thuốc, nên mình phải xịt đi để tiến hành hôm nào phun thuốc thì cho nó đỡ đỡ bị tốn thuốc, mà phun nó cũng đảm bảo diệt trừ sâu bệnh hơn. Để như vậy bám sợ bệnh tật nó ẩm lâu, nó tạo điều kiện bệnh, nó gây là đến ảnh hưởng đến quả. Nên mình đã, hôm nay một ngày ròng rã, mình làm từ sáng giờ, xịt xong. Đây, xịt xong đi thì thấy quả, cây thì lác đác, chùm thì lác đác, chùm thì sai. Cũng có những chùm rất sai, những chùm thì lác đác rồi các bạn ạ. Cũng một phần xịt trên mà một phần tiện là mình, hôm qua mình vừa mới đổ phân ra, cào ra xong thì hôm nay gọi tới qua. Vừa phụt tán vừa tái của tưới qua luôn, tưới để cho mình không dám tưới đậm, chỉ tưới qua cho ăn phân dần dần, không dám cho ăn một phát đậm luôn, nó cũng phí phân nên nó không ăn được hết, nó cũng phí các bạn ạ. Mình tưới qua hơi ẩm lên để cho nó ăn dần. Bây giờ thì là chiều tối rồi. Chỗ này xịt không đến mấy này, chỗ này chắc xịt bỏ sót này. Đấy, bỏ sót đấy. Những chỗ không xịt đến nó như thế đấy các bạn ạ. Nếu xịt rồi nó như này nhìn nó sạch. Mình phun thuốc cũng đảm bảo hơn đấy, con sâu này. Lâu lâu mình nhìn thấy có con sâu nhé các bạn nhé. Các bạn sâu đo nhé. Mình phụt nước lên cây, lâu lâu cũng có con sâu rơi xuống các bạn ạ. Cả sâu gióm, sâu đo, bọ xịt non cũng có. Nở rồi cũng có, mà còn trứng cũng đang rất nhiều. Ở đà này thì vài hôm nữa sẽ có một hôm nắng thì mình sẽ phun. Tất nhiên là âm u này phun thì cũng vẫn âm u này phun rất là tốt này. Thuốc sâu nó không lắng quá, thuốc không bay nhanh, hơi thuốc ở lâu. Nhưng mà chỉ sợ bên mưa thôi. Âm u này phun diệt trừ được cả sâu cả. Đấy, bởi vì nó ướt cây lâu, thuốc nó ướt lâu. Cả sâu cả bệnh đều nó ngấm dần chết hết. Lắng thì không gió thì phun mới thích, nắng mà gió quá thì phun tốn nước sâu. Như vậy là lại sắp tới một mùa nữa. Vải thanh hà của mình năm nay thì không được, nói chung là cũng có cây sai cây không các bạn ạ. Nhưng mà đa số là không có nhiều chùm đẹp như năm ngoái. Năm ngoái vải chùm hơn, đẹp hơn. Bởi vì năm ngoái mình làm lọc ba, khi chín quả nhìn nó treo rúc riềng nữa đẹp lắm. Nhưng chưa nói lên điều gì. Hiện tại bây giờ cũng chưa nói lên điều gì. Sẽ có những cây sai, những cây không các bạn ạ. Có những cây hiện tại bây giờ thì đã thấy rồi. Ví dụ như những cái cành này này. Trước đây hoa nó rất đẹp, sum xuê xong rồi nó rụng hết. Còn những cái chỗ nào có quả thì nó ở lại. Những cành này sau nó tháo khớp nó rụng hết các bạn. Đấy, những cành này tháo khớp rụng hết, không có quả là sẽ tháo rụng. Những cái cành như này ví dụ như là có cái quả ở đây thì sau cái này sau nó sẽ là cái dâu. Đấy, đây cùng một cây nhưng có những cái chùm này thì có quả hơn. Những cái chùm, có chùm này hoa nếu mà để lúc hoa thì nhìn rất là đẹp luôn, cực đẹp luôn. Đến giờ còn đúng 3 quả. 3 quả đến lúc được thu thì không biết có ở lại cả 3 hay là sẽ rụng bớt đi thì chưa biết được. Kiểu gì từ giờ đến lúc ấy nó còn bị nhiều. Cũng có năm như năm ngoái thì mình không bị tháo khớp, không bị rụng ít nào mấy. Có từng năm thì bị rất nhiều. Khả năng là những năm trước mình không bón phân nhiều, không đầu tư phân mạnh nên là thì thời quả thời thoai nó không có chất dinh dưỡng nuôi quả nên nó tháo.
Như năm ngoái mình nước lôi đầy đủ, cho nước lôi đầy đủ, phân đầy đủ thì nhà chừng nó không bị tháo khớp, không bị rụng mấy các bạn ạ. Mình quay video này, ở đây này, một cây chùm này hoa rất đẹp, không quả nào luôn đấy các bạn. Đấy, cứ bảo hoa đẹp là ăn đâu, cứ phải thấy hoa cái nhiều mới ăn. Mình quay video đây, chào tất cả các bạn nhé. Bạn xem kênh đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Chào các bạn, chúc bạn thành công.